đi đụng nhau. Chạy đi, chạy bắn cửa chứ. Móc ổ khóa cũng tan tành luôn. Tủ rượu nè, lấy sạch hết, không còn mẹ giáp. Nào bồ ông XO về Vi Martin gì lấy hết rồi. Má kinh khủng. Đây là còn dấu vân tay nè, thấy không? Còn dấu vân tay nè. Đây là hình sự người ta đã qua đã làm, lấy mẫu vân tay về. Bên đây cũng có dấu vân tay luôn, người ta đã dán tem niêm phong rồi. Đây có một dấu chân nhưng mà chùi rồi. Con heo này thì không có tiền gì. Lục tung. Ôi sẽ banh cái hộp điện thoại gì nghe không? Nokia N3 Music Edition 2GB hàng định tệ. Có bỏ không với một vài giờ cũng không cảm thì không dây điện nữa, không có gì dây điện thôi. Ôi vào phòng này do vợ mình sinh em bé nên chuyển phòng về bên kia ở, nên không ở đây, thành ra mấy ảnh ghìn mò rồi mấy ảnh lục tung hết, nhưng mà không có gì giá trị, chỉ có dàn chuột thơm ở trong đây. Dàn chuột thơm ở đây thì cũng hơn triệu con trai, gần 2 triệu con trai cũng có, mà trung bình thì hơn triệu con trai thì hơn chục trai đi bụi hết. Cái này không có ý khoe nhưng mà mình nói để cho cảnh giác. Ở đây cũng có dấu vân tay mà ấy rồi, còn là mấy chai nhỏ lẻ. Rồi xây thì còn cái hộp không, bàn bàn hết su ôi lục kìa. Đây nữa nè, một tùm lum. Cái này đồ trang điểm của vợ mình, nó cũng lục ra, nó quăng tứ tung. Cái cửa nè, cái hai cái ngoằm, một nào hai ngoằm. Đây nè, đây là cái bên cong chỗ này luôn, cong luôn. Sao phòng kế bên thì phòng này để dành để đồ thôi chứ không có gì. Phòng này ngày xưa em vợ nó ở nhưng mà nó chuyển đi Sài Gòn. Ôi da, album cưới nó xé cái vỏ album, giờ còn cái cuốn album rồi, cái vỏ không biết nó giục đi đâu mất tiêu luôn, chắc là cũng lấy đi rồi. Lục tung chỗ này một lần cho là ngăn nắp nó, chả có cái gì. Phòng này thì không có gì, nó chỉ lục tung như này. Hên là cái góc máy tính này, góc máy tính ngày xưa mình để ở đây, chuyển qua bên phòng bên kia thì dọn qua hết rồi, không chắc nó dọn cũng không còn cái gì để lấy luôn. Đây là cái gì thế nè, quá trời lục tung hết nhà cửa này. Ui trời ơi, tủ nè, mở tung tủ mở tan tắt ha. Đấy đồ, nghe cái thùng đồ dơ, mà cái sọt đồ dơ nó cũng lấy đi, cái gỗ to đi đựng đồ dơ đi giặt đồ nó cũng lấy đi, chắc là để đựng mấy chai rượu với mấy đồ đạc đấy. Ngay đi định qua chép bê là còn mấy cái bê trắng trắng để mình cạo ra cho nó hết. Hôm qua nó như thế gần cảnh này thôi. Đau lòng quá. Mở vào cửa phòng toàn, mở cửa tủ là toàn toát. Mở toát ra. Bên đây thì có cái đồ linh tinh không có gì. Sẽ nó biết rồi, nó muốn lấy học không gặp chưa.
chỉ còn y nguyên. Và đây giờ mấy cái đồ giày tay của mình với mấy đôi dép của vợ. Đây là cái hộp giày của mình. Mở ra thì hơn là mấy anh chọn này không phải là dân chơi sneaker. Không phải là dân chơi giày sneaker. Chứ thôi mấy đôi này nó nhìn vô biết giá trị, nhìn vô là biết luôn. Chết rồi. Giày ở dưới này thì linh tinh lắm. Giày cỏ giày cành vợt ngày xưa mình cất đó. Giày tốt tốt mình bỏ ở trên. Giày thì có một mớ gửi Sài Gòn cho em mình đã xài rồi. Hay là không lấy giày, gặp lấy giày một cái là chắc cắn lưỡi thiệt luôn à. Vậy cứt chưa? Tí con cái là túi rượu. Túi rượu này cha mình tâm huyết. Túi rượu cha mình tâm huyết lắm. Bao nhiêu năm trời lấy sạch chưa? Cũng hơn chục chai. Ước tính thì cũng tầm vài chục triệu chứ không có ít đâu. Rượu mà ba cái rượu tây nó mắc lắm. Mình thì không gần gì rượu, nhưng mà ngày xưa có một cặp rượu để ở đây. Cặp rượu mà hình người luôn, hình nguyên một ông chai rượu mà hình người, hình nguyên ông Napoleon luôn, đang đội nón luôn. Trên cái đầu ổng là cái nắp chai. Napoleon. XO, Hennessy, và Mi Martin, Hennessy, cái gì từ lưa. Mà chỗ này nải banh hết trơn. Úi giời ơi. Đéo còn gì cả. Thế nên là mấy cái tài sản giá trị tiền bạc, trang sức đồ của mình đem về nhà bển hết luôn. Chứ không thôi là ở đây là nó luộc sạch hết. Các bác mọi người thấy không? Lục tung, quay lại lần nữa nè. Đó. Mấy anh hình sự qua làm việc rồi. Còn mình có khai, lời khai của mình rồi. Thì mấy anh có lấy dấu vân tay và một số mẫu vật về để điều tra thêm rồi. Ở bên này cũng nói chung cũng có giá trị nhưng mà bự quá. Cái lo cục xúc ở dưới vàng âm thanh đồ tivi thằng nông được không, ông nội nó không dám lấy tại vì nặng quá sao dám lấy. Còn đây vàng túi sách đồ, bắt đầu lưu niệm kỷ niệm của vợ chồng mình với túi sách của vợ, thì nó không có lấy cái nào. Chắc trộm này không phải dân chơi túi sách hả? Rồi đó, tình hình bây giờ thì đợi mấy anh ấy vào cuộc, thì mấy anh ấy đã vào cuộc rồi, mấy anh công an vào cuộc rồi, ta điều tra báo cáo kết quả cho mình sau. Rồi chào nhé.